Xin chào cả nhà nha. Rồi hôm nay thì Hoàng đang có mặt tại nhà của anh Huy. Thì hôm trước thì Hoàng có ghé qua nhà anh Huy chơi á. Thì có mấy chiếc xe 66 rồi xe D với xe 67 á. Nói chung là anh Huy chuyên mấy dòng xe, nói chung là cũng khổ khổ á. Xe cũng còn khá là đẹp không ạ. Thì hôm nay thì Hoàng có dịp đi ngang nữa cho nên là ghé vô thăm anh. Chứ coi anh có xe nào bán không. Quay lên cho anh em mình tham khảo mua. Nhưng mà anh nói thì có mấy chiếc Phiêu 1 với chiếc Cúp, nhưng mà chưa mới lấy về, chưa có làm xong. Cho nên là giá cả thì anh cũng chưa biết định giá bao nhiêu nữa. Thì thôi nay sẵn chuyến Hoàng đi qua đây thì Hoàng quay lên cho anh em mình tham khảo trước đi. Rồi anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ với anh Huy nha. Nhưng mà để mà biết giá đi, tại vì giá giờ nói không được, tại vì xe chưa có hoàn thành anh em. Đó, xe áo sống rồi chưa có mặt gì hết á. Còn cái sườn không. Nhưng mà như vậy á thì theo như Hoàng nghĩ anh em mình coi xe nó kỹ hơn đó. Biết chính xác hơn, rồi lúc nào gấp áo vô thì nó sẽ đẹp rồi, lúc đó là khó cần nói nữa. Vậy anh em thì giờ Hoàng sẽ quay camera lại, quay cho anh em mình xem ha. Thì anh ở huyện Thuận An, Bình Dương anh em. Khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, 180/22. Rồi đây thì có một chiếc xe cúp nè. Xe cúp này đời mấy anh Huy? Xe cúp 86/90. Xe cúp 86 đời 90. Phần khói thì 70. Có bẩn đầy đủ ha. Xe này thì Hoàng coi cũng đẹp đẹp anh em. Đó, Hoàng quay sơ cho anh em mình xem đây. Như da này là có bọc lại rồi phải không anh? Bọc da tốt ha. Đây là bên trong thùng xăng này nè. Cái thùng xăng cái này báo xăng phải không anh? Báo xăng của dòng xe cúp hồi trước ha. Chìa khóa thì như là cũng riêng theo xe. Nước sơn thùng xăng thì thấy cũng còn đẹp anh em. Đây cái nắp mở bịch xăng vẫn còn tác dụng xài được anh em. Phá cổ quá hả? Em có coi một mở không được đâu, anh lại mở giùm em cái cho anh em coi ha. Xe này thì biển số ở Bình Dương chưa ra số hả? Chưa. Vậy là cái biển số này anh lấy xe khác anh vô đi đỡ không? Đúng rồi. Vậy là xe này là có hồ sơ chưa nhập nha. Tại anh Huy thì lấy biển số khác mình gắn vô mình đi. Xăng còn rất đẹp. Không có xét ha. Xe này xe lâu năm lắm mà tới giờ thấy còn đẹp dữ lắm. Sườn này là chưa có làm đồng gì hết anh Huy. Sườn bao chưa dính giọt sơn sơn ở đây. Nói chung là chưa có dặm cốt luôn hả? Đúng rồi. Giờ mà kiếm một chiếc xe cúp mà chưa có dặm cốt sơn với làm đồng thì nói chung là thấy cũng vấn đề nó rất là khó nè. Cái dòng này rất là lâu năm rồi mà đi tới bây giờ mà nè, nước sơn riêng của sườn mà nó còn đẹp bóng vậy. Là tất nhiên là cái xe này hồi xưa là chủ cũ đi rất là kỹ. Ít đi hầu như là dựng trong nhà. Thì chủ này chắc hồi trước cũng là dân chơi xe cho nên mới giữ được như vậy tới giờ. Niền công theo xe hết. Niền công theo xe. Hỏi như niền theo xe của dòng này nó có đóng chữ đóng số gì không anh? Có chứ, đóng đa trong năm đầy đủ chứ. Đâu để em coi quanh đây. Đây, đóng đa trong năm đầy đủ. Hai cái cùng đá cùng năm trăm này không có rút lại đâu. Nó đóng mà nó đóng trên phía trên này nè. Nó khác với mấy cái dòng quay ha. Thì tại vì Hoàng mấy cái dòng xe cổ này Hoàng không gành nha. Hoàng cũng phải nhờ anh Huy trợ giúp. Gấp đồ, sơn đẹp. Đắt không mà xe này anh Huy đang lấy đi. Công việc mới về cho nên là còn dơ, không có rửa. Tem thông số. Mấy cái này giờ mà kiếm một cái mà còn cũng khó ha. Cái đó hình xui. Hình xui. Nói chung máy móc không có rửa gì đâu. Máy móc sao để vậy đâu. Tem bên lốc nồi nè. Bạn này nó cái chuyện nổ thì mình thằng con thì cũng riêng theo nó đen quá mình vệ sinh. Bình xăng con thì cũng riêng của xe nhưng mà mình xúc rửa cho sạch sẽ lại ha. Lâu ngày đóng dơ đóng đất luôn. Chỉ có nó bị chảy xăng dư
sấy bằng tu lại thôi chứ chưa một hồi gì hết. Mấy cái gòn này hồi xưa nó làm thấy xấu quá anh Vinh, nó làm giống như kiểu giống con lô quá ha. Nó không có sắc nét giống như mấy cái dòng van phai với dòng xe mới giờ ha, nhưng mà nó mượn à, nó làm giống như mà con lô á. Cái chỗ này là do gửi xe bị nè chứ không phải là không có chỗ nào đâu. Chỗ này là gửi xe nó va chạm nó bị, chỗ là không có luôn à. Do gửi xe là nó cọ vô ha, gửi xe nó bị cái chỗ này chứ còn bữa là mới thấy được. Thì trước là chưa có một lỗng lỗ nào hết, cũng có đất này đầy đủ đây, vô nó dơ à, đất dơ căn cũng chưa xét à, nhìn theo xe của ngài là gì, khu phan ba hả, khu phan ba 190 này là Hoàng cũng học hỏi được số kinh nghiệm về mấy cái dòng xe này ha. Bàn tay cầm ghim là đúng hết á, thời sinh viên cũng không giọng tốt đâu. Một bao tay ghim của xe mà thấy cũng còn đẹp anh em. Nhìn cái màu nhôm thôi là cũng biết là cầm ghim nè. Mấy cầm lô giờ ba nhôm nó tái tái nhìn sao sao. Cầm ba không có phải cầm hai cầm coi nữa. Xe nó đẹp gì thì tự đánh giá biết rồi. Cái này chức năng còn đầy đủ hết không anh? Đầy đủ rồi. Bao anh em là qua lăng mâm lửa chưa mở còn trắng tinh. Xe này vậy đi tới giờ mà qua lăng mâm lửa chưa mở luôn. Anh ba qua lăng mâm lửa chưa mở. Mở giờ mở coi luôn. Trên mấy cái chụp xi nhan còn đẹp quá nè. Nước sơn xi quá trời đẹp luôn nè. Không nổ còn gì á. Cái này anh có đánh bóng hay làm gì không anh Quy, mà sao mà nó còn mới sáng như thường thường. Cái này nó hay xét lắm. Nói chung ra thì mình cũng có lau nhẹ thôi chứ còn không có bóng bát gì đâu. Xe này cũng đâu có gì đâu mà giống như dần áo mà mấy chiếc kiều không đánh bát không à. Còn là nước sơn sườn sắt gì không à. Nè đấy không, trên cái gòn của nắp tròn với nắp bốn lỗ à, quan trọng nhất là hải quan chính ngạch không cần tháp nha. Là xe là ok giấy tờ đúng không, hải quan chính ngạch rút về bên mình rồi. Này đắt giờ anh Huy nói là qua lăng mâm lửa chưa tháo mà Hoàng cũng không tin lắm nha. Giờ anh Huy nó để tháo cần số tháo đu cá ra cho anh em mình tham khảo xem thử coi có đúng thực tế không anh em. Nhiều khi nói cái dòng xe này nó quá lâu năm mà nó qua lăng mâm lửa chưa đụng tới là có một số anh em là hơi nghi ngờ nhiều. Mình mở ra mà mình không dám đụng vô tay mình sợ. Ủa hồi xưa anh có thợ không mà thấy anh làm cũng chuyên nghiệp quá anh Huy. Không, cũng thợ đâu, tại mình ham mê mình chơi rồi đam mê chơi rồi học hỏi làm hả. Mình tại thích những cái dòng xe nó cũ cũ vậy là anh Huy hiện tại là nghề nghiệp chính anh là chủ nhà nghỉ nha anh em. Chủ nhà nghỉ Thắng Dũng đam mê chơi xe, còn là mua xe rút bếp giữ về nè, đậu tháo ra rồi cái là rửa sạch sẽ vậy đó để đó. Anh em nào thích thì bán lại luôn, còn anh thích là để cứ đi chơi đẹp nói luôn mà. Miếng da này còn chưa có sự ha, miếng da lót ở trong ha, đây qua lăng lên nữa đây sâu sườn này còn rất là rõ nét ha. Đây sơn đỏ là nguyên chi ha, nước sơn chấm đỏ ngoài đầu ngóc á anh. Đúng rồi ha, nước sơn chấm đỏ đầu cạnh ốc vô lăng thấy cũng còn sắc nét anh em, chưa thấy dấu hiệu mà đúc đầu điếu hay gì kia vô bắn á. Cũng vẫn còn nắp cá còn ồ, cái này cũng hiếm dữ rồi. Đúng rồi, đa số mất hết rồi. Cục cao su mà gắn để mà chống nó ghè với ấy không dơ đập sườn ha. Cái miếng này cũng chưa sừ xiết gì ha, cũng mới ha. Giờ mà kiếm chiếc này nói chung là cũng hơi khó. Cái này là đi hết nha, cao su để chân đúng không? Đúng rồi, còn cái này không do rớt gì không biết là sai rồi. Cái này chắc đạp nhiều để đứt chống này thì xét theo thời gian chứ tôi cũng không sơn không dậm gì hết. Ủa chống hồi xưa nó là vậy luôn anh, có cục diều u ngoài à, cao su này nó dài lắm cho nó đứt rồi, dài ra nó không nó chịu đỡ dài. Cái hộp xích là dịu không à, đừng da độc không, cao su này nó nằm đây không à, nằm đó à, để chống nó tới đây thôi, nó đâu có da độc gì được.
Số máy đời này sao quá? 86. À, đây. Không rõ lắm, không có sàn hết gì đó. Yên tâm. 86, con số đầu ha. Dây điện màu nào đó còn mềm xèo luôn nha. Có hiệu cứng ha. Dây điện mà nó chưa có chai ha. Chưa mất màu mà. Đi ra màu đó. Đó, liên hệ luôn á. Nè, cổ trắng tinh nè. À, cái là máy ốc trắng cổ này đúng không? Đúng rồi. Đó, nè, tốt trần số là nhìn rõ ha. Qua lông mình nữa là đúng đàng hoàng ha. Có con số còn đẹp hơn đó. Ủa lại cái màu đẹp quá ha. Nè, cốt tiết sơn chiếc đồ là đâu đó đàng hoàng đúng. Xe này chỉ mất cây bô với là cái dây với là cặp vỏ. Vậy là xe này là mà tóm lại là mất cây bô, dây yên với cặp vỏ. Cặp vỏ mà còn nữa thì bá đạo à. Hỏi đối xe này mà còn cặp vỏ là quá bá đạo luôn anh. Đó thì chỉ là có xe bên nước ngoài về thôi. À, như là xe mấy cái hàng kho dữ không? Chứ còn mình hàng Việt Nam thì chỉ có nhiêu đây thôi. À, muốn đòi hỏi cao quá thì chắc mình cũng không có đáp ứng nổi. Này, tem hợp xích vẫn còn luôn anh. Ồ, xe này mà giờ mà là lấy đi cài cũng ổn nha. Ghiền hết gì mà cái này mua về chắc để dành mà chân coi chơi với chạy vòng vòng muốn phê ha. Mình đi đã lắm để mình lấy mình đi á. Này cho mấy bác lớn lớn tuổi thì uống một phê pháo rồi chơi ok. Cái xe này đưa thanh niên thì đi không hợp lắm. Thanh niên giờ còn đi 150 mô tô vô khủng không à. À, trên cái phần tem mở cổ mà. Xe này không dính keo chỗ nào hết nha. Để vậy đó. Nhìn bóng bóng à. Không dính keo chỗ nào hết. Không dính keo. Chính chắc hải quan chính ngạch của Việt Nam luôn á, chứ không có phải vô đồ kho đồ thiết gì hết. Nóc không có xét đâu, tại vì mình quay người kia không có thấy thôi. Lớp kia không nứt niết gì ha. Đó. Nguyên bản hả? Thì nói chung ra mình nói xe khá thôi, chứ còn nhiều xe đẹp của anh em lắm. Mình có xe mình đâu có nói gì đẹp đâu. Còn mấy xe dữ dữ nữa không? Em thấy có mấy kênh đăng xe gì nhập kho gì đừng mới can ha. Nhớ xe kho thì mình không dám nói đâu. Xe mấy hàng xe kho thì nó quá dữ rồi, khỏi nói. Một xi nhan này, cái con cóc xi nhan của nó ghi nó kêu cạch cạch vậy hả? Dạ đúng rồi. Ủa, giống như xe mấy chiếc ly đồ ha. Nghe nói giống như đồ ly. Quên quên hoài cứ tưởng cái xi nhan nó nằm bên đây không. Tối gì nó cũng mòn vậy nè. Đây này là bao máy zin đầu nồi chưa có đụng đậy gì nha. Là đầu nồi là chưa gớt đúng không? Đúng rồi, dàn hơi thì bao khỏe. Khỏi có nói vụn đuối. Xe này mà chạy hết ra là cỡ được nhiều ha. À, tôi chưa chạy hết nhưng mà chắc đảm bảo anh em chắc phải từ 90 à. Chứ không dữ đâu ạ. À. Xe này mà chạy có 90 ngang ngửa với quanh khoa luôn ha. Mình thương xe mình không có dám chạy cỡ đó. Chung mà xe này đi vừa vừa thôi. Kế quá màu xuống xe. Nói chung mình đi kỹ kỹ thì nó thời gian nó còn lâu nữa. Rồi, lửa còn bị cưa ha. Rồi nha. Cái nào? Có lửa ráy gì nè. À. À, còn lú gì hết á. Gòn góc giữa không? Cái tên này hình như là hồi đó Nhật nó qua mình nó đi km như đây nè. À, vậy là hồi đó là nó ấy sẵn là mình vậy luôn hả? Chắc hồi đó là cái đồng hồ nó qua mình là đi đó cây đó. Giờ cái này mình đi thêm như đây nữa nè. Dây đồng hồ bữa là do nó cứng quá nó mới đứt. Thật sự là nó mới đứt, mình đi nó mới đứt thôi. Ủa còn cái kiến này phải của nó không? Mình thấy nó ngộ ngộ. Cái kiến này á, thì người ta bán người ta giao rờ cho mình. Thì là nói của nó, chứ còn mình không có xác nhận đó. À, như là kiến là mình cũng không có nói là đúng riêng với nó không? Nhưng mà mình thấy kiến nó xấu là nó vậy đó. À,
cái đời nó là nó giống như gan vậy. À, thì cái này kiến viên mà. À, kiến viên của tam sơn như vậy. Đúng đợi không? Ừ. Còn cái này là sẵn nó vậy vậy với tôi muốn gắn vô gì ta. Cái miếng cao su đó nó vậy đó. Cần thắng rồi mới còn sáng ha. Nó đúng ra là quá thì bô. Do để lâu quá mục rồi người ta bỏ sao người ta hay cái đồ này. Đây, mấy cây đằng sau này nè. Sơn si đồ ha. Còn khá đẹp nè. Thường thường giờ cặp đẹp này mà mình mua lẻ thường hàng gã giờ nó tầm khoảng nhiêu ha. Không biết đâu. Không biết luôn không? Tại em mua xe đẹp về nó yên không mình đâu có hay đâu biết. À. Tại em sửa xe có nhiều khách hỏi mà em cũng không rành đó, giờ mình không muốn chơi mấy vụ đó. Cũng đừng anh rành mấy dòng này anh có thường hay mua không? Lượng trong thì đẹp lắm, chủ có sơn chấm xét gì xăm xám á, nó cứng lắm. À, sơn trong lượng hơn. Anh đắt không thấy gì đâu. Nguy áp này thì tuyệt vời rồi. Cái sườn này thì gần sánh với xe bình kho chứ cũng không có thua nhiều đâu á. Như là cái sườn này là nó cũng na ná 8-10 với xe kho không? Nhiều chiếc vậy nếu còn cũ hơn, thậm chí cũ hơn vậy. Xe kho mà nước sơn này nó rất dày, nó chưa có bị mỏng. Tại em biết còn đâu đó độ gì mà nó đúng hết. Cái này còn sử dụng được không? Sử dụng bình thường chứ, nhà xe luôn chứ. Nhảy cạch liền ha. Khóa này bao không khai nha, của xe chính hiệu nha. Của xe luôn hả? À, khóa cổ nó mới như không có chạy luôn nè. Nó mới tin như không chạy luôn. Của xe để không chạy. Mà mấy xe này ít có khi nào mà dùng tới cái này. Đấy, cũng chưa đứt nè ha. Cái móc của dây đúng không? Giờ mà như bán như chiếc này giờ bán theo như thị trường giờ nó tầm khoảng bao nhiêu ha? Cái này nói giá thị trường thì nó khó lắm. À. Mà nói giá trị thời gian với giá trị thời gian của cái xe phải không? Với lại cái xét thật theo cái năm em mới mua được chứ bây giờ mình à nhiều khi đó, cái xe này nó sao sao quá. Thì em nào mà ví dụ có tại vì mấy cái xe mà còn tàn thì nó nằm khoảng 3-4 triệu vậy không? Đẹp hơn 5-7 triệu gì nó mấy dòng này thuộc vô dạng giống như đồ cổ giờ nó muốn gần vô giá phải không anh? Cổ thì nó không cổ nhưng mà khó kiếm, nó cũng hư cực khổ. À, hơi cực khổ xíu, kiếm một chiếc xe mà nó đẹp nó liền lạc như vậy thì nó là... xe này tôi là người mở cò canh lần đầu tiên nha. À, lý do là nó lâu nhiều khi là này kia mình phải kiểm tra đó. Cái cò này thì mới canh hôm qua, mới vệ sinh bình xăng hôm qua. Cái càng hư tôi hai cái càng nữa rồi anh tính nhập ra tên anh luôn hả? Thì giờ hồ nha. Sơ có sẵn rồi không? Hồ sơ có sẵn rồi. À, hồ sơ có sẵn rồi. Ok, lắp thâm nhớt nó đóng 179 là sao con? Không ra. À, ở trên thì cũng 179, nó thường thường nó không có đóng số 08 hay 07 vậy ha. Mấy cái lô thì thấy là để 07, 08 cái gì mà ừ. Đạp tôi không có rửa mà nó còn không có xét ha. Ừ. Đó, nó đúng như vậy. Còn cái này vàng thì nó cũng không có nổ xét sơn đâu. Cũng do thời gian nó chảy sao đó. Năm nám nào. Chứ chưa có gọi là gửi xét là nó khác. Bung lên. Rồi sớm giờ quay cho anh em mình tham khảo với chiếc cúp này ha. Cầm viên bất cứ đàng hoàng ha. Không có. À. Cầm này không phải là cầm vô lúc lợi gì đâu nha. Tôi mua vậy nó nguyên thủy chừng nào. Cái chân nó cái bự cái đầu giống như của dòng da phải không bây giờ phải không? Đúng rồi. À. Xưa nó là bánh cúp nhưng mà cái chân cầm thì nó vẫn nhỏ. Cầm viên hết ha. Không có lai chụp nào ha. Cầm thì thấy cũng còn màu chì nè. Nó kiểu chì không phải là chì mà gọi cái sao này ta. Cái gì mà nó dần dần đốm đốm như cái kè. Gọi là gì bông à. Rồi, hiểu luôn. Thôi bỏ qua đi khó quá. Bỏ qua đi. À đây em muốn gọi sao gọi. Đèn tắt hết rồi. Đây đèn lái là ghim đồ hết đúng không? Đấy, ghim hết. Biển số thì lụm xe khác bỏ qua để đi đỡ anh em. Ốc giúp là ghim hết nha. Lại nhau.
Rồi để Hoàng quay qua cái chiếc khiêu chợ một này cho anh em mình tham khảo luôn ha. Sẵn tiện nó không có cái dàn áo thì anh Huy ảnh đang tháo ra rửa bên trong này cho sạch đó. Với kiểm tra đồ đạc IC rồi sạc mấy cái kia này kia, đồ nó có bị lai lô không á. Thì bên này coi là quá chuẩn luôn. Quay bán xe mà được mà tháo áo ra quay cho anh em coi được vậy là quá sướng nè. Khó cần sợ gì hết. Nhưng mà xe này thì anh Huy hỏi ảnh thì ảnh nó chưa có định giá được cái xe này, tại vì ảnh chưa có làm xong. Đợi 1-2 ngày nữa ảnh rảnh ảnh làm xong rồi thì anh em kết alo với ảnh thì ảnh báo giá cho. Thì rửa gáp áo vô thì chắc cũng lẹ, mà tại anh chắc bận không làm thôi. Đây anh em thấy không, mình lóc vô lần quá tuyệt vời luôn. Vàng bạc bao nhiêu giảm chút chỗ nào hết châu ơi, chỗ này nó là chắc cọ vô cái áo nó có hơi chạy. Cái này là nói chung là cũng đạt 8-9 điểm. Quá ok. Ở đây trên phần đầu nòng này nè, ron đồ rồi đẹp hết nha. Ốc nối chân lòng nè, rồi ốc nối lòng nè, ốc nè. Ron nắp tràn anh em ha. Thì cũng tùy theo xe thôi, mỗi xe nó khác nhau. Anh Huy bữa giờ về xe cũng nhiều lắm anh em, mà nhiều khi Hoàng chưa kịp lên đăng cho anh em xem nữa là anh Huy bán mất tiêu rồi, nó buồn ghê luôn á. Bởi vì dặn anh nó bữa nào mà có xe về á là điện cho em lên em hay quay lên cho để anh em ta tham khảo coi thử xe nó đẹp sao này kia đồ, với mình tìm hiểu luôn. Tại vì nhiều xe như chiếc cúp nãy Hoàng thật sự ra là Hoàng không có gành, thì cũng lên đây coi cũng nhờ anh Huy dạy thêm về những vấn đề đồ đạc trên xe. Nó Hoàng nói chung cũng đam mê mấy dòng xe đó, mà có cái là Hoàng không gành thôi. Nay sẵn chuyến còn ở ngoài nè, Hoàng quay cho anh em mình tham khảo luôn. Nếu mà bán rồi á, đây con lóc giữa anh em đó. Chiếc chiếc cũng khuy một phải không? Chiếc khuy một. Chiếc này thì có người đặt cọc rồi nè. Đưa thì đủ à? Thì tiền đủ rồi cái như đặt cọc, nhưng mà ta anh chưa giao xe thì nói như đặt cọc đi. Mấy cái ốc cổ còn vàng cháy luôn. Ổ khóa thay rồi. Ổ khóa thì thay của hiệu chữ H. Mấy cái đây nó chỉ có từ từ không xăng. Chỗ bảo hành đầy đủ nè. Còn số bảo hành luôn. Rửa chưa xe này, rửa chưa mà thấy bây giờ quá trời nè anh Huy. Chưa có gặp nổi nè. Chưa rửa luôn hả? Bên đó thì nó chấm vàng 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 vàng. Nói chung là xe của anh Huy thì mua về ảnh tháo ra rồi ảnh rửa cho sạch thôi, chứ kiểm tra đồ đạc xong rồi ảnh gắp vô lại à. Xe này mất IC và gắn lại IC nữa nè, thấy không? Cái IC không đúng nè ha. Cũng IC nguyên mà không đúng thì trời nè. Nó như chiếc này nè, là IC lô nè nè. IC pha hay gì đó. IC pha. À bây giờ phải mua lại cục IC gắn lại cho ta. Đó, vậy là phải là vô cục lại IC mà mới bán là cho anh đó. Bán rồi mà phải bao nhiêu đồng. Dạ. Nói chung mà anh Huy như là theo Hoàng biết là nói chung là giá cả thì không biết anh em nghĩ sao, nhưng mà còn về mà chất lượng xe là khổ bàn với anh Huy. Bao anh em là ok hết, máy móc đồ ok, đồ đạc là gì hết. Nói chung là xe sao nói thật thế là vậy. Anh Huy rất là kỹ luôn. Giờ là như là ví dụ như xe này nè, lấy tiền ta gầu nhưng mà cũng phải là mua cái xe bỏ vô cho anh em. Tại hồi xưa chủ đi bị thai hay sao đó không biết.
Xe này dặn áo như trên cái phần đầu đèn thì thấy nó hơi chạy bự. Thì gái có chạy chứ. Như bên đây chiếc này thì đẹp hơn chút. Không, dặn áo này thì đẹp. Quay biển số cho anh em xem luôn. Xe này biển số Bình Dương, còn 4 số, này ngay chủ không anh ơi? Một về chủ hả? Có ủy quyền được. Ủy quyền về tôi, sắp đi ủy quyền về tôi. À, ủy quyền về anh đó không? Chưa ủy quyền nhưng mà sắp. Sắp mà không được. Để cho cuộc hẹn đi ủy quyền. À, tôi còn đang hẹn quá, chưa đi. Rồi thì nói chung là hồi sớm giờ thì Hoàng cũng hỏi chiếc Cali này kìa. Sao anh? Cali này để kinh tế đi học. À, để con anh đi học hả? Biển số cũng được nè, biển 60. Rồi vậy thôi anh em thì Hoàng thì quay cho anh em mình tham khảo chiếc xe cúp nè ha. Đợt 86 với chiếc Q1 cho anh em tham khảo ha. Hoàng để số điện thoại của anh Huy ở dưới phần mô tả nha. Rồi địa chỉ nhà luôn. Anh em nào nhu cầu muốn mua thì liên hệ trực tiếp với anh Huy. Còn giá thì và anh Huy chưa có định giá được, tại xe này chưa có làm xong, anh em thông cảm ha. Có anh em mà lên xem clip và xem cho kỹ đi rồi mà liên hệ với anh Huy sau một hai ngày nữa. Rồi xin chào anh em nha.